Hello, xin chào cả nhà nha, lại là em đây, Cửu Long đây. Ngày hôm nay tiếp tục lượn phố Hà Nội mọi người ơi. Đây là một con phố nhỏ ở đường Phạm Ngọc Thạch này. Em sẽ thử đi lên bên trên xem có những gì nhá. Một bên là cổ kính này, bên phải, một bên là phố cổ, những cái ngôi nhà chung cư cổ ngày xưa này. Một bên trái thì là những cái ngôi nhà mới đối lập nhau, nhìn cũng khá là đối xứng ấy chị ạ. Con đường này tương lai sẽ mở rộng thêm. Đây là trước đây cũng đang mở rộng rồi đây, đang giả hình như là sẽ làm cầu vượt hay sao đây ạ. À, có một cái cầu vượt cho người đi bộ đó. Đường này thì em chưa đi bao giờ luôn. Ngày hôm nay lần đầu tiên đi vòng vào đây xem. Đường nhỏ hẹp dần. À đây có rào đây đúng rồi. Chuẩn bị ngăn đôi đường, hình như làm cầu vượt thật mọi người. Không biết xuyên thẳng lên đây sẽ là đi đến đâu. Không biết là sẽ đi đến đường nào đây. Mà nhìn thì bây giờ đang là đấy, làm đường làm cầu đấy. Đây, lên dốc này. Nhà Euro Window. Đến đây thì anh quay đầu về thôi. Quay đầu về thôi nào. Đây nó chỉ là một cái cầu vượt thôi, chứ không phải là đường trên cao để nối lên cái đường trên cao nào đó. Đây nó chỉ là cầu vượt để tránh mấy cái ngã tư ở khu vực này này. Những ngày cuối cùng của tháng 3. Hy vọng sau đợt này thì trời sẽ nắng đẹp mọi người. Hy vọng sau đợt này trời sẽ nắng đẹp và bắt đầu bước vào mùa hè thực sự. Chứ không còn là cái mùa mà mưa nồm ẩm ướt nữa. Cái cảnh đây, một bên phải rất là phát triển và bên trái thì là những cái tòa nhà cổ, những cái chung cư từ những năm khoảng 1980 gì đấy. Và tương lai thì có thể bên đấy sẽ là cũng sẽ đập đi nốt, phá dỡ nốt để xây những cái tòa nhà chung cư cao lên. Đây, lên đến đường này là mình đã nghẹo phải luôn thôi mọi người ơi.
tiếp tục đoạn này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi nhỉ, clip lần trước thì đã từng có rồi. Nhầm nha, có thể là người lạ đến đây và đi nhầm, anh đấy không hề phát hiện ra. Có mấy anh đi xe máy đã đèn ô tô, đã đèn anh đấy báo hiệu anh không hề biết. Và hình như ở đây không có cam phạt nguội, nếu như có cam phạt nguội sau này anh này sẽ phải nộp tiền luôn. Anh ấy đi bình thường ấy thì thấy tại sao tất cả ô tô đều đi bên kia mà mình đi đường này, thì anh đấy phải thấy nhột nhột như nào. Nhưng anh đấy không hề để ý. May là hình như hầm này không có cam để phạt nguội, may danh này.
cái đoạn đường quen thuộc ấy thì em tạm cắt đi, không quay đoạn đấy nữa. Đây tiếp tục là đường kéo dài, cái đê, đường đê kéo dài như là bình thường vừa rồi ấy. Trước khi lên cái cầu này thì sẽ là rẽ trái và đi xuống đường Thanh Niên, chính là Hồ Tây. Bây giờ mình sẽ đi đường này, đoạn này nó thuộc vào gọi là gì, đường Lạc Long Quân thì phải. Đấy, sẽ kéo dài lên đến cầu Nhật Tân nhé. Mình sẽ đi thử cái tuyến đường này. Tuyến đường này em chưa đi xe máy qua đây bao giờ luôn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đi qua luôn. Ý, gặp cái anh đen hồi này nhường này. Vừa rồi nếu mà mình hơi lách sang trái để vượt anh này thì chắc chắn mấy cái ô tô đằng sau nó sẽ đâm lên, đâm vào mình. Gặp những cái loại xe của chủ tịch như thế này, bố chủ tịch này, mình cứ phải tránh xa họ nha mọi người. Chạm họ mình thiệt, mình chạm xa xa tốt, đi sau, lùi đi sau để nhìn anh ấy rõ hơn. Đường này rất là có hai bên nhà, không có nhiều nhà cao tầng, không có xây nhiều nhà cao tầng, đường khá là rộng. Tưởng là nó trang trí đến hết cái đầu đường Thanh Niên, đường nhỏ lắm, bon chen quá. Hôm nào mà trời mưa gió to thì đi qua đây khá là nguy hiểm, nên là những cái tôn không biết nó bay bật ra, nó ra đập vào mình lúc nào không biết. Nhưng đi xe máy mà hôm nào trời mưa to gió lớn là tốt nhất mọi người tránh cái đường này ra nhé, bởi vì ô tô người ta đi hết bên trong cái vạch sơn như rồi. Mình sẽ chỉ đi như này, đi rất sát cái tôn này, hàng rào tôn này có thể rất là nguy hiểm. Đi già cái xe gì đây nhỉ, số đẹp quá, 486 S600. Cái con này hình như nghe nói là chỉ cần vặt được một cái hương của nó thôi là bằng tiền lương một năm của mình rồi đấy mọi người. Một tiền lương một năm à, nhưng mà vặt được một cái hương này đem đi bán thì chắc là đủ sống luôn vài tháng, ăn chơi thoải mái luôn. Nhưng mà để người ta túm được thì đi tù luôn. Không xui dại nha, không xui dại mọi người nha, chỉ là nghe nói thôi ạ. Nghe giang hồ người ta đồn vậy. À, đến đây bắt đầu thấy có nhiều nhà chung cư cao tầng rồi này. Hình như sắp đến cầu Nhật Tân rồi mọi người nhé. Mình nhớ là khi đi qua cầu Nhật Tân đi vào từ hướng Đông Anh về và Hà Nội này thì có nhìn thấy mấy cái nhà cao tầng này sao.
này không biết bây giờ giáo hết vào tương lai làm cái gì đây, mở rộng gì đây. Ô, bên dưới này có cái chợ gì đây, siêu thị, chợ Quảng An này. Chợ hoa Quảng An. Ồ, cứ tưởng là có chợ Quảng gì nhỉ, Quảng An này, Quảng Bá chứ. Ô, sao ngày ngày gì vẫn còn bày bán nhiều đào đấy. Tháng 3 rồi vẫn còn bày đầy hoa đào này. Ngày mai ngày rằm hay sao mà hôm nay bày đầy hoa đào này nhỉ. Hình như ngày mai rằm người ta vẫn để đào cho người ta chơi nốt hay sao ấy. Năm nay lạ quá đi. Mấy ngày nữa, 2-3 ngày nữa là rằm của tháng 2 âm lịch. Năm nay năm nhuận mà người ta vẫn cho chơi đào. Lạ quá, mọi năm bình thường khoảng rằm tháng riêng là ta không thấy còn đào rồi. Năm nay như người ta cắt đi, người ta trồng. Vẫn còn hoa, vẫn còn đẹp, người ta đem ra bày bán nốt hay sao. Lạ, độc lạ quá, độc lạ Quảng An nha. Đây rồi, lại lên một cây cầu quá là quen thuộc với mọi người, xuất hiện rất là nhiều trên clip của em luôn. Cây cầu đẹp số 1 của Hà Nội hiện nay, đẹp và hiện đại số 1 nha mọi người nha, chứ không phải là cổ kính nha. Cổ kính thì phải nói đến cầu Long Biên nha. Đây là cầu hiện đại nhưng mà đang đẹp nhất. Còn tương lai thì sẽ còn mấy cây cầu nữa mọc lên cơ, 2 hay 3 cây cầu nữa mọc lên, cầu Quang Trung hay cầu gì ạ, tương lai sẽ còn lên nữa nên là chưa biết là cầu nào sẽ đẹp hơn, nhưng đến trước mắt hiện tại thì cây cầu này đang là cây cầu số 1 nhé.
Và clip ngày hôm nay của em cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ kênh Kiều Long nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.